mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 16 độ, vùng núi cao có nơi chỉ 14 độ, trời rất rét, xuất hiện mưa rào vài nơi. Còn ngày mai ngày 20 tháng 12, trời dự báo nhiều mây và ấm dần lên, nhiệt độ tăng và dao động ở mức là từ 18 đến 25 độ. Tuy nhiên còn có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng sớm trời vẫn lạnh, vùng núi còn rét. Quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng sớm trời rét. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi có mây, thỉnh thoảng có mưa nhỏ, đêm và sáng sớm trời rét. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, có mưa, trời rét. Lý Sơn, có mây, ngày nắng yếu, có lúc có mưa, trời lạnh. Thông tin về thời tiết biển, sóng và gió trên hầu khắp các vùng biển của nước ta vẫn đang rất mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Bà con cần hết sức cẩn thận khi ra khơi. Dự báo từ đêm nay sang đến ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động, bà con hết sức chú ý. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Biển động mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền. Riêng vùng biển Quảng Ngãi bao gồm huyện đảo Lý Sơn, dự báo đêm nay và ngày mai có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió hoạt động ở mức cấp 5, giật cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Từ đêm mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Các tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày mai đến ngày 22 tháng 12, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, đêm và sáng sớm trời rét, có mưa nhỏ và dông rải rác. Từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời trở rét vào đêm và sáng sớm, trời có lúc nắng yếu, ban ngày trời lạnh, có mưa rào nhẹ vài nơi. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa và dông, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm từ 20 đến 80%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, mưa rào nhiều nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 90 đến 91%.